Kính chào quý thầy cô và các bạn sinh viên thân mến. Hôm nay, Thư viện Truyền Cảm Hứng phối hợp với câu lạc bộ đồng hành cuốn sách xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn sinh viên cuốn sách mang tên Tối giản lối sống, tối ưu cuộc đời của tác giả Joshua Fields Milburn và Ryan Nicodemus. Hãy tưởng tượng một cuộc sống ít hơn, ít đồ đạc hơn, ít lộn xộn hơn, ít căng thẳng và nợ nần bất mãn hơn, và một cuộc sống ít phiền nhiễu hơn. Sau đó, hãy tưởng tượng về một cuộc sống có nhiều thời gian hơn, nhiều mối quan hệ ý nghĩa hơn, phát triển và đóng góp nhiều và mãn nguyện hơn. Làm thế nào để chúng ta học cách sống tự tin mà không cần đến những vật chất mà chúng ta tự thuyết phục rằng chúng ta cần? Làm thế nào để chúng ta sống một cuộc sống có chủ đích và bổ ích hơn? Làm thế nào để chúng ta học cách thiết lập lại các ưu tiên của mình? Làm thế nào để chúng ta thay đổi cách mà chúng ta nhìn nhận về bản thân? Làm thế nào để chúng ta đạt được những gì mà chúng ta muốn trong cuộc sống? Trong Tối giản lối sống, tối ưu cuộc đời, Joshua Fields Milburn và Ryan Nicodemus chỉ ra những phương pháp đơn giản để cho thấy chủ nghĩa tối giản tạo ra khoảng trống để đánh giá lại và hàn gắn 7 mối quan hệ thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta: đồ đạc, sự thật, bản thân, giá trị, tiền bạc, sự sáng tạo và con người. Những mối quan hệ này đang xen cuộc sống của chúng ta theo những cách không ngờ, cung cấp những kiểu mẫu phá hoại thường xuyên lặp lại, thường xuyên không được khám phá bởi vì chúng ta đã chôn vùi chúng bên dưới sự lộn xộn của vật chất. Kính mời quý thầy cô và các bạn sinh viên cùng đón đọc.